Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 đúng năm 53 tuổi, tức năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, vượt mọi đại hạn, may mắn giàu có nhất vùng. Quý cô bác thân mến, trên thực tế không phải ai sinh ra cũng có cuộc sống sung túc, đủ đầy, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Hẳn là ai cũng phải trải qua những giai đoạn biến cố, khó khăn hay hạnh phúc trong cuộc đời, suy cho cùng mọi thứ đều vận hành trong luật nhân quả mà ra. Đời này ta gấm vóc áo hoa là do kiếp trước gieo nhân bố thí, đời này ta đau khổ nghèo hèn là do kiếp trước ta ích kỷ, nửa đồng cũng không chịu xả thí, dù là con giáp nào cũng không thể tránh khỏi quy luật nhân quả. Muốn thoát khỏi nghiệp khổ, trước mắt ta phải tu nhân tích đức, và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cùng với quý cô bác phần luận giải chi tiết tử vi năm đại hạn 53 tuổi của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, của con giáp đặc biệt. Tại sao con giáp này lại trở nên đặc biệt, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong năm 53 tuổi? Trước khi vào luận giải cụ thể, ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi thành tâm mong nhận được những lời động viên đến từ quý anh chị. Mong quý anh chị hãy hoan hỉ bấm vào đăng ký kênh và nhấn chuông báo để nhận được video mới nhất của Minh Đường Tử Vi nhé! Tính cách đặc trưng của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, người tuổi này có một sức hấp dẫn lạnh lùng, được mọi người yêu mến, hiểu biết hệt như một chú chuột Mickey. Do Disney sáng tạo ra, có thể anh ta đã rất thẳng thắn và thành thật, nhưng những hành động thân thiết của anh ta thường khiến bạn cảm thấy rất gò bó. Con giáp này rất dễ gần, cần cù, sinh hoạt tiết kiệm, bề ngoài người tuổi Nhâm Tý có thể tỏ vẻ trầm lắng, ít lời, nhưng trên thực tế lại khác. Anh ta không lặng lẽ như vẻ bề ngoài, thực ra anh ta rất dễ bị kích động, song có khả năng kiềm chế bản thân, điểm này chính là nguyên nhân khiến anh ta được đánh giá cao và có nhiều bạn bè. Tính cách của người tuổi này thường rộng rãi, thoải mái, vui vẻ và giỏi giao thiệp. Nói chung, họ thích kết nhóm, tụ hội và tham gia vào những tổ chức khác của nhóm mình, theo thói quen. Bạn luôn có thể tìm thấy anh ta trong nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết, anh ta thích tham dự vào mọi chuyện và tỏ ra rất thân thiện. Người tuổi Nhâm Tý rất trân trọng mối quan hệ với bạn bè, nếu bạn phát hiện ra anh ta gắn liền với cuộc sống của ai đó. Chính là vì khi anh ta có tình cảm tốt với người nào đó thì rất khó dứt khoát bởi tình cảm quyến luyến mãnh liệt. Tuy nhiên, người ta không thể biết đích xác lập trường của anh ta, mức độ tình yêu của anh ta chỉ có thể xếp sau sự nhạy bén và bản tính thích tiền. Một ông chủ tuổi Nhâm Tý rất quan tâm tới các nhân viên của mình, chú ý xem họ làm việc có đầy đủ hay không, hoặc dinh dưỡng ăn uống như thế đã hợp lý chưa. Khi nhân viên bị bệnh, ông ta sẽ thăm họ, coi vấn đề của họ như chuyện của mình và tìm cách giải quyết. Còn khi bạn đến chuyện tăng lương, điều mà đáng lý ra họ phải được hưởng từ lâu, thì ông ta bắt đầu viện ra đủ mọi trở ngại, biến thành kẻ nhỏ mọn. Nếu muốn lấy được tiền từ túi người tuổi này, phải trải qua nhiều lần đàm phán hoặc mặc cả mới có thể đạt được hiệp định. Phụ nữ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, thường cần cù, tiết kiệm một cách đáng ngạc nhiên, chị luôn phân phát cho người khác quần áo, đồ chơi cũ, mua bán đồ xe cần hen, chia một bữa cơm thành nhiều bữa nhỏ và hết sức hạn chế chi tiêu cho gia đình, cho đến khi người nhà không chịu nổi mới thôi. Với bọn trẻ chị cũng áp dụng biện pháp tương tự, nhưng nếu thật sự cần dùng đến tiền, chị sẽ không keo kiệt, có lúc người tuổi này kết nhóm, kết bạn một cách rõ ràng. Họ biết dùng nhiều cách và tạo cảm giác an toàn, tin cậy, họ chẳng bao giờ lo lắng khi có thêm một miếng ăn và có thể cho phép bạn và họ hàng bạn bè sống tại nhà mình. Tại sao thế? Vì chú chuột tinh danh luôn tìm cho họ được công việc nào đó để làm, đổi lấy cái ăn cái mặc, những kẻ lười nhác, chỉ tay năm ngón hay khôn lỏi, khi ở nhà người tuổi Nhâm Tý đều sẽ trở nên bận rộn, hãy tin tưởng vào những người tuổi này, sự giỏi giang ấy. Bản tính vốn dĩ của chú chuột khiến anh ta có thể bảo vệ chắc chắn bí mật của mình, nhưng lại là một chuyên gia đi hỏi bí mật của người khác. Anh ta sử dụng những tin tức thu lượm được, dồn vào chỗ bí, rồi nắm bắt những kẽ hở để hỏi cho bằng ra. Tóm lại, anh ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thăm dò tin tức, chuyện gì cũng muốn xen vào, do anh ta không cố tình bộc lộ tình cảm. Nên hễ thấy anh ta trở nên dễ cáu, vô lễ hoặc lỗ mãng thì biết ngay anh ta đang cực kỳ rối loạn. Cũng có một số người tuổi Nhâm Tý thích ca cẩm, cằn nhằn. Con giáp này vốn tích cực và cần cù lao động, họ giận dữ chủ yếu do lười nhác và lãng phí của người khác. Mặt tiêu cực của người tuổi Nhâm Tý là ưa nêu ý kiến trước một số chuyện vặt, ưa phê bình người khác hay tính toán so đo, vòng vo và mặc cả. Anh ta thường mua mấy thứ không thật sự cần thiết và thường bị lừa gạt trong khi mặc cả, có lẽ do lòng tham mê tích lũy của anh ta quá cao. Phòng anh ta cất để quà kỷ niệm, lòng anh ta ẩn chứa đủ chuyện vui buồn đã qua, anh ta thích lo chuyện, phần lớn là có ý tốt.
Trí nhớ của người tuổi này rất tốt, cực kỳ thích đặt câu hỏi, kiến giải cao siêu, anh ta hầu như hiểu rõ từng người xung quanh, từng chuyện nhỏ, ghi nhận vào bộ nhớ và lấy đó làm sở thích của mình. Bởi vậy người tuổi Nhâm Tý có thể trở thành nhà văn xuất sắc. Tổng quan vận mệnh cuộc đời của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Cung chấn, trực trắc, mạng tang đố mộc, cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, ông tử vi độ mạng. Xem tử vi thấy rằng, phụ nữ tuổi Nhâm Tý, xinh đẹp, tài giỏi, hiểu biết, cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nữ Nhâm Tý, sống thân thiện và chan hòa, lại còn hiểu biết, nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời nữ Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Tổng kết, nữ tuổi Nhâm Tý có cuộc sống có nhiều điều suy nghĩ, tâm trí vất vả, sau kết hôn, vận may mạnh mẽ, con cháu thành đạt. Nữ tuổi Nhâm Tý hưởng thọ từ 70 đến 82 tuổi, nếu ăn ở phúc đức, tu tâm dưỡng tính thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như một cây khi đơm bông kết trái thì người khác hưởng. Cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí, tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ, không lúc nào bằng. Bởi vậy số Nhâm Tý chỉ được hưởng sự an nhàn và độ tuổi 49 trở đi mà thôi, cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển nghề nghiệp, cuộc sống chỉ ở mãi mức độ trung bình. Tuổi Nhâm Tý suốt đời lo nghĩ, lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ, cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc, cũng như về đường con cái. Con cháu nên danh mau lẹ, nhờ có phúc đức, số hưởng thọ trung bình từ 73 đến 80 tuổi, nếu làm phúc đức thì hưởng thêm niên kỷ. Đánh giá chung về vận trình tử vi, 4 phương diện của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, năm 53 tuổi, như sau. Tại sao lại có hạn 49 chưa qua, 53 đã tới? Trong nhân gian có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn. Thứ nhất, ý nghĩa của con số 49, 53 tuổi. Với độ tuổi khi 49, chúng ta cộng dồn số tuổi 49 ta thấy 4 cộng 9 bằng 13, 1 cộng 3 bằng 4. Khi cộng dồn số 53 ta thấy 5 cộng 3 bằng 8. 49 tuổi tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. 53 tuổi tương ứng nữa gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở, chủ về ốm đau, dao kéo, xe cộ, sông nước. Ngoài ra 49 tuổi, đàn ông gặp hạn Toán Tận, đàn bà gặp hạn Huỳnh Tuyền. 53 tuổi, đàn ông gặp hạn Diêm Vương, đàn bà gặp hạn Thiên La, đây cũng đều được coi như là những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên, nói hẳn 49, 53 thường là gặp hạn về tang chế, về sức khỏe, về bệnh tật hoặc may mắn hơn chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế. Thứ hai, gặp hạn Thái Tuế, mỗi con giáp sẽ phải hứng chịu với những biến động khác nhau. Từ thời trị niên Thái Tuế, tròn sao Thái Tuế quản 12 năm hàng chi, khởi điểm một tuổi mang sao Thái Tuế, cứ 12 năm lại gặp một lần. Vào những năm có số tuổi, chia cho 12 dư 1 như sau. 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 sẽ mang sao Thái Tuế, mà Thái Tuế chủ về quan sự, khẩu thiệt, hao tốn, ốm đau, tang chế. Trong môn tử vi đầu số, sao Thái Tuế luôn nằm trong tam hợp của Tuế Hổ Phù, tức là tam hợp của Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù. Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù là ba ngôi sao tác họa khủng khiếp và một khi đã gặp Thái Tuế, tức là ta gặp phải trọn bộ ba Tuế Hổ Phù này. Thái Tuế, chủ về quan sự, khẩu thiệt, thị phi. Bạch Hổ, chủ về sức khỏe, máu huyết, tai nạn, bệnh tật. Quan Phù, chủ về luật pháp, giấy tờ, kiện tụng, tranh chấp. Cho nên, phạm phải các năm 49, 53 tuổi thì chắc chắn một trong ba bộ sao Thái Tuế, Hổ Phù sẽ phát tác mạnh nhất, có người sẽ phát tác mạnh về Thái Tuế, tức là dính líu tới quan sự, tới thị phi, hoặc có những người dính phải bệnh tật, máu huyết, hoặc có những người dính phải quan phù, chủ về kiện tụng, tranh chấp, hao tổn, tùy mỗi người mà vận hạn lại khác nhau. Hóa giải những nỗi lo về hạn tuổi 49, 53. Không, tham, sân, si, mọi đau khổ của con người đều do tham, sân, si, đều do chính bản thân mình mà ra, và nếu chúng ta không biết cách từ bỏ, chế ngự,
tham, sân, si thì chúng ta sẽ ngày càng khổ đau. Tham lam, muốn có được tất cả mọi thứ, từ đó bằng mọi giá, bằng mọi hành động để có được, để rồi khi đạt được mục đích, thì khi nhìn lại chúng ta đã đi quá giới hạn và gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, cũng như chính chúng ta đã gây đau khổ và đánh mất chính mình. Chúng ta sống ở cõi đời này, dù chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, khi chúng ta chết đi cũng không mang theo được tiền tài danh vọng, mất rồi tất cả cũng chỉ là hư vô. Đời người chỉ là hữu hạn, nhân sinh là vô hạn, cớ gì mãi tham lam để tự chuốc lấy đau khổ cho mình. Hiểu rõ, tham, sân, si và từ bỏ chế ngự, tham, sân, si để có một cuộc sống an nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Năng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người tàn tật, khó khăn, làm việc thiện nguyện sẽ giúp cho sự bình an, niềm vui và hạnh phúc lan tỏa, giúp cho bạn cảm thấy cuộc đời này đáng sống và cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Khi bạn giúp các em nhỏ, bạn sẽ nhận được nụ cười của các em, giúp các cụ già sẽ nhận được sự cảm động, niềm vui và cảm ơn, và đâu đó những lúc không may, những lúc bạn chán nản, thì những nụ cười đó sẽ khích lệ bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc đời mình còn hạnh phúc biết bao hơn người, trái tim bạn sẽ đồng cảm hơn, dễ thấu hiểu hơn và điều chỉnh tâm mình. Từ đó bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, sinh hoạt điều độ, không hút thuốc, uống rượu, cẩn thận khi tham gia giao thông. Việc sinh hoạt điều độ, không hút thuốc, uống rượu sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn, có thể chống lại được bệnh tật, lão hóa. Việc tham gia giao thông cẩn thận giúp đỡ cho chúng ta tránh được sự cố đáng tiếc, từ đó giảm thiểu những chấn thương tới cơ thể, vốn dĩ đang trong quá trình lão hóa và xuống cấp. Sống hòa nhập thiên nhiên, tuân thủ các quy luật của tạo hóa, sống hòa mình với thiên nhiên, ở những nơi trong lành, tránh xa nơi ồn ào, khói bụi, cũng là nhân tố giúp cho con người chúng ta sảng khoái, thoải mái. Khi cơ thể ở trong trạng thái thư giãn về mặt tinh thần, thì chúng ta sẽ có thể trường thọ hơn. Chuyện vận hạn những năm 49, 53 tuổi âm lịch còn nhiều vấn đề gây tranh cãi, nhưng thực tế chỉ ra rằng không phải ai cũng thuận lợi, và mãi mãi không có ai hoàn toàn bị xui rủi cả cuộc đời, trong cái rủi có cái may, trong hoạn nạn đôi khi gặp được chân tình, duyên cơ. Vì con người ta, suy cho cùng trưởng thành là từ vất vả, tốt hơn việc sinh ra đã thuận lợi. Thế nhưng bạn ơi đừng vội chán nản mà lo sợ, sau tất cả những năm tháng của tuổi trẻ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió và thử thách. Đây chính là khoảng thời gian để bạn mang nó và áp dụng vào cuộc sống bản thân mình. Những kinh nghiệm bao năm tích lũy sẽ là hành trang, đôi cánh cho chúng ta bước qua những khó khăn và rào cản của tuổi 49, 53 đầy gian khó này. Đây chỉ đơn thuần là một dấu mốc để bạn có thể nhìn nhận lại chặng đường vừa đi qua và mục tiêu tương lai của mình là gì. Nếu bạn có thể tiếp tục vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực, trưởng thành qua những thất bại, thì tin rằng bạn sẽ trở thành một người thành công trong tương lai. Lời khuyên trên từng phương diện. Tử vi Nhâm Tý tuổi 53, mặt sự nghiệp có thể được coi là đại cát, bố cục chính ấn tọa kiếp tài. Kiếp tài đại diện cho không chỉ một tinh tú, mà nó còn là mặt ẩn đằng sau đó một ý nghĩa khác. Nó ngủ về gợi ý con người tùy cơ ứng biến, nhanh nhẹn, hoạt bát, mặt quan hệ xã giao của bạn rất vượng nên sẽ giúp sức cho sự nghiệp rất nhiều. Về mặt tiền bạc, tử vi Nhâm Tý 53 tuổi. Tài vận của người tuổi Nhâm Tý có thể coi là thuận lợi trong năm 2024 Giáp Thìn, bản mạng có tài năng nói, có năng lực thuyết phục người khác nên những người làm nghề kinh doanh, có quan hệ đối tác, báo chí thì đều thu về nhiều lợi ích lớn. Bạn có được sự giúp đỡ từ bên ngoài nên thành tích kinh doanh rất tốt. Có điều, chính ấn đại diện cho sự từ bi, tấm lòng lương thiện nên dễ bị bè bạn gây họa mà bản thân cần phải gánh vác, có điểm mất tiền vì bạn bè, người thân. Về mặt tình duyên, gia đạo. Tử vi tuổi Nhâm Tý 53 tuổi, vận trình tình cảm cùng tuổi Nhâm Tý sẽ đơm hoa kết trái khá muộn. Đây là năm mà bản mệnh độc thân sẽ chuyển biến được mối quan hệ của mình, còn người có gia đình, êm ấm, thuận hòa. Bạn là người có ý chí và có lý tưởng cao đẹp, bạn truyền được cảm hứng ấy đến cho nửa kia của mình, nên quan hệ gia đình rất an ổn và vui vẻ. Về mặt sức khỏe. Tử vi Nhâm Tý hạn 53 tuổi, về mặt sức khỏe, do năm kim vượng, có liên quan đến dạ dày của bản mạng. Ngoài các yếu tố bệnh lý, thì người tuổi Nhâm Tý dễ mắc các bệnh về dạ dày, sẽ liên quan tới chế độ ăn uống và áp lực của cuộc sống. Như vậy, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, có thể tham khảo cách chăm sóc dạ dày khỏe mạnh và an toàn nhất là massage vùng bụng. Trước khi đi ngủ, bạn dành ra 10 phút để massage bụng mình, lấy rốn làm trung tâm, đặt hai lòng bàn tay lên bụng và xoa tròn tầm 30 lần bên trái, 30 lần bên phải và lặp lại như vậy 3 lần.
nên xoa nhẹ nhàng từ khi bắt đầu, sau đó tăng dần và nhanh dần lên. Cách này giúp người tuổi Nhâm Tý cải thiện chức năng tiêu hóa, ngoài ra còn giúp hạn chế ở hơi và trào ngược dạ dày. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, 53 tuổi có vận trình cụ thể như sau. Năm này, vận trình cuộc sống của quý nữ chịu sự chi phối của sao Thái Bạch và hạn Thiên La, báo hiệu mưu sự lớn nhỏ trong năm cần phải trải qua nhiều gian truân mới thành. Tuy nhiên, bản mệnh kiên cường vượt qua rào cản thì vận trình về sau sẽ khởi sắc hơn cả mong đợi. Về công việc, sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của quý nữ trong năm tuổi Hạn 2024 này trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng, trong năm cơ hội phát triển công việc có. Tuy nhiên, cần bản mệnh phải tự lực nắm bắt thời cơ là chính. Nếu mệnh chủ thật sự kiên trì và có quyết tâm cao thì thành tựu sau cùng sẽ rất mỹ mãn. Trong năm này, bản mệnh nên hạn chế tham gia vào các cuộc đàm tiếu nơi công sở, dành nhiều thời gian tập trung và phát triển công việc, tránh va chạm, sẽ giúp vận trình được hanh thông hơn. Về mặt tài chính. Nhìn chung về phương diện tài chính của quý nữ trong 53 tuổi khá ổn định, tuy không có nhiều khoản thu lớn, nhưng về cơ bản vẫn được đủ đầy. Năm này có chủ về tích tiểu thành đại, mệnh chủ nên áp dụng cho mình các kế hoạch chi tiêu hợp lý, hơn đồng thời cũng nên cân nhắc đến việc gửi tiết kiệm ngân hàng, hoặc đem tiền phân bổ đầu tư, cuối năm các khoản thu này chắc chắn sẽ đem về cho bản mệnh một khoản dư không nhỏ. Về mặt tình duyên, gia đạo. Bước sang năm Hạn 2024 Giáp Thìn, về phương diện tình cảm của nữ mạng tuổi Nhâm Tý, có thể sẽ gặp vài mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, chỉ cần quý nữ cố gắng bình tĩnh hết mức, tránh lời qua tiếng lại khi đang nóng giận. Hãy để mỗi thành viên có thời gian suy nghĩ lại việc làm của mình khi ngồi xuống nói chuyện và giải quyết. Sau những bất đồng này, mọi người trong nhà sẽ có thêm cơ hội để thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Về mặt sức khỏe. Trong năm 53 tuổi, bản mệnh dễ bị tụt cảm xúc, xuống tinh thần vì áp lực công việc, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến phương diện sức khỏe. Quý nữ Nhâm Tý nên cố gắng mạnh mẽ hơn và hướng mình theo lối suy nghĩ tích cực khi đang đương đầu với mọi việc, tránh bỏ bữa, ăn uống không điều độ, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Đối với nam mạng tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, 53 tuổi, cần chú ý điều gì? Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đương số vướng phải hạn Diêm Vương, tuy nhiên may mắn thay, đây là hạn đối với nữ, về nam giới sẽ không bị chi phối và tác động nhiều. Song mệnh chủ cũng cần cẩn trọng giúp họ quyết định, thừa thắng xông lên là tốt nhất, nhưng cũng nên biết khiêm nhường, tránh để bản thân bị cuốn vào guồng quay tiền bạc. Về công việc, sự nghiệp. 53 tuổi là năm dành cho người nam tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, mọi phương diện của cuộc sống đều trên đà phát triển thuận lợi, nhất là vận trình công danh, sự nghiệp sẽ liên tiếp đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ. Người làm việc văn phòng sẽ có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức, được xếp trên thưởng nóng. Người làm ăn, kinh doanh, đón nhận nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, công việc làm ăn suôn sẻ, thu về được nhiều khoản lợi nhuận lớn. Nếu biết cách nắm bắt và toàn tâm, toàn ý với công việc, thì ắt sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Về mặt tài chính, phương diện sự nghiệp khởi sắc, tạo tiền đề cho bức tranh tài chính ngày càng rực rỡ so với những năm trước, sự cách biệt về nguồn thu năm này là khá đáng kể. Tuy nhiên, khi công việc thuận lợi cũng khó tránh khỏi việc bản mệnh vì quá phấn khích mà đôi khi có tiêu xài có phần hơi quá mức. Mệnh chủ nên lưu ý điều này, tránh để kiếm nhiều chi cũng nhiều, thành ra dư chẳng bao nhiêu. Về mặt tình duyên, gia đạo. Đời sống tình cảm của nam mạng sinh năm 1972 trong năm 53 tuổi, chuyển biến tích cực, sự sẻ chia, thấu hiểu, cộng hưởng với môi trường sống đã có phần đủ đầy hơn, giúp gia đạo của bản mệnh chủ năm này rất ấm êm và hạnh phúc. Về mặt sức khỏe, bước sang năm 2024 Giáp Thìn, không riêng những khía cạnh khác mà ngay cả phương diện sức khỏe của quý nam cũng rất tốt, bản mệnh ít ốm đau, bệnh vặt hơn so với những năm vừa qua. Đặc biệt, đối với các mệnh chủ mắc bệnh nặng thì trong năm này có khả năng sẽ tìm được phương pháp và chữa trị hiệu quả. Trong năm, Nhâm Tý tuổi 53 gặp phải những hạn gì? Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, năm 53 tuổi có phạm kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn, nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có 4 dạng, đó là kim lâu thân. Kim lâu thân hại cho chính bản thân mình, thường hạn này là hạn kim lâu nam, tuổi này nên đi xem làm nhà thì phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ.
Kim lâu tử. Đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc. Đây là hạn kim lâu có thể gây hại cho gia súc làm ăn. Nếu làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia, bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8, kỵ kim lâu. Tức lấy tuổi âm chia cho số 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu. Cụ thể, dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 53 tuổi, có phạm tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tục đến với mỗi tuổi. Tam tai có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai ương, tai họa. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tục gặp hạn tam tai. Ví dụ, bản mệnh tuổi Tý, Mão, Mùi gặp hạn tam tai và các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy trong năm 53 tuổi, Nhâm Tý, sinh năm 1972 không phạm hạn tam tai. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 53 tuổi, có phạm thái tuế không? Trong năm 53 tuổi, có 5 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể, tuổi Mão năm 2024, phạm thị thái tuế hay trực thái tuế, vậy vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe ảnh hưởng. Tuổi Thìn năm 2024, phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bè bạn bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, hao tốn tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết, bị gặp bệnh tật, tai họa, dễ bị hiểu nhầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Dậu năm 2024, phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Ngọ năm 2024, phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá đi mất quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tý năm 2024, phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2024 thì tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, phạm hạn thái tuế. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với dự đoán tử vi hàng tháng tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 53 tuổi. Vận trình tháng 1 âm lịch. Có bố cục thực thần tương sinh kiếp tài, địa chi tháng và năm đồng cung, được gọi là thực thần vượng tài, còn bản mệnh Tý và tháng tương hợp, đây là bố cục đại cát. Sự nghiệp và tiền tài của người tuổi Nhâm Tý có quý nhân phù trợ, bạn hay có thu hoạch bất ngờ về tiền bạc, có điểm hưởng thụ vật chất. Tuy nhiên, nữ mạng sẽ gặp chút vấn đề về tình cảm, nên lưu ý. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tháng 2 âm lịch. Chủ về thiên can, tháng đồng vượng mộc với thiên can năm, nghĩa là thương quan tương sinh với kiếp tài, địa chi Tý thì bán hợp mộc cục. Đây là điềm báo về hung hiểm, bởi kiếp tài vốn không phải cát thần, nó ngụ ý vận trình của người tuổi Nhâm Tý gặp nhiều trắc trở. Không cẩn thận dễ bị thân bại danh liệt, tính tình không đoan chính, bị kẻ khác hàm oan, nhưng không phản kháng được. Tử vi tháng 3 âm lịch. Chủ về thiên can Bính Thủy tương khắc thiên can Giáp Hỏa là cục diện thương tài tương khắc kiếp tài, địa chi Thìn Thổ và Mão Mộc thương hại là thương quan khắc thương quan. Đây lại là một tháng vất vả, đối với bản mệnh Nhâm Tý, bạn tiêu rất nhiều tiền, kiếm tiền thì lại khó khăn. Nam mạng có rất nhiều điểm mất tiền vì nhà vợ, người này lại có thêm tính cách trêu hoa, ghẹo nguyệt, khá xấu. Vận trình tháng 4 âm lịch. Vận trình của tuổi Nhâm Tý có chính tài khắc kiếp tài, địa chi Nguyệt lệnh ở vào thế tương sinh với địa chi năm là Mão Mộc, nhưng bản mệnh lại tương xung với tháng là Tỵ Hỏa và vận trình nói chung là vất vả đối với người tuổi Nhâm Tý. Người có gia đình thì gặp họa mất tiền vì bạn bè mà rơi vào rắc rối, có điểm bị lừa gạt mất tiền, chủ yếu liên quan tới chuyện tình cảm, bởi vì chính tài vốn là vị thần, đã sầu, đa cảm, bản tình yếu mềm. Vận trình tháng 5 âm lịch. Tử vi tuổi Nhâm Tý, tháng này có thiên quan tọa kiếp tài, nó là mối quan hệ giữa thiên can Mậu Thổ của tháng và thiên can Quý Thủy của năm. Nó gọi là bố cục tiếp tài hợp thất sát, ở đây nghĩa là thất sát hay còn được gọi là thiên quan. Địa chi Ngọ Hỏa lại tương phá Mão Mộc,
ngược lại bản mạng lại ám hợp với nguyệt lệnh, may mắn cho bản mệnh. Vận trình tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, bán hung, bán cát. Chủ yếu hung vận từ tháng trước vẫn còn, nhưng kéo theo tình hình vẫn trầm mặc, chưa định đoạt được, bạn cũng sẽ không thiếu đi cơ hội đột phá trong vòng vây mà vươn lên. Vận trình tháng 6 âm lịch. Dự định vận trình bán hung bán cát, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, có chính quan khắc chế kiếp tài, còn địa mỗi tháng và năm cùng bản mệnh, tạo nên vận tam hợp mộc cục. Vậy vận trình nữ mạng sẽ không hiểm hơn, nhưng nó sẽ mang về nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác cho bản mệnh, khả năng ăn nói xã giao. Sẽ khiến người tuổi Nhâm Tý phát đạt, có điểm xấu với bạn bè và quan hệ bất hòa với con cái trong gia đình. Tháng 7 âm lịch, vận trình không mấy khả quan. Thiên ấn tọa kiếp tài và địa chi của bản mệnh lại tương hại nguyệt lệnh, nó kéo theo vận trình sự nghiệp và cuộc sống không được ổn định, mặt kinh doanh và kiếm tiền cũng nhiều thất bại. Bạn là người khá ngang bướng, khi quyết định điều gì chỉ làm một mình, theo ý mình, điều này khiến mọi người xung quanh khó lòng mà ủng hộ bạn được. Theo tử vi của 12 con giáp, vận trình người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 8 âm lịch. Chủ về cục diện tiếp tài hóa ấn, địa chi Tý Thìn tương sinh, nhưng nguyệt lệnh và thái tuế lại phạm xung, người này có vẻ ngoài khá vinh hoa, rực rỡ, nhưng bên trong lại trống rỗng, bản thân thường xuyên tham lam, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lớn hơn, cao xa hơn. May mà trong công việc, bạn có cấp dưới tương trợ nên vận trình sẽ ổn định hơn đôi chút. Bước sang tháng 9 âm lịch. Rơi vào bố cục tỷ kiên đồng vượng kiếp tài, người này có thiên can tháng là Nhâm Thủy, đồng ngũ hành với thiên can năm Quý Thủy. Thái tuế và nguyệt lệnh là bố cục tuất mão ám hợp, đây là một bố cục không tương xứng, bạn làm gì cũng loạn, tư duy không kỹ càng, nên hay xảy ra sai sót, mưu sự khó thành. Cuộc sống gia đình lại có sóng gió, đây là tháng mà lao động vất vả, nhưng thu hoạch không nhiều. Vận trình tháng 10 âm lịch của người tuổi Nhâm Tý không khả quan. Tháng này bạn cần lưu ý sức khỏe của người thân lớn tuổi trong nhà, bố cục tiếp tài tọa kiếp tài vô cùng xấu. Kiếp tài hay còn được gọi là hung tinh dương đao, nó báo hiệu một con người độc đoán, chuyên quyền, mọi việc làm hồ đồ, không kiêng nể ai, lại ham hố bài bạc, cho đỏ đen, đầu cơ xấu, nên mưu sự chuyện gì cũng khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, năm 2024, tháng 11 âm lịch. Chủ về giáp mộc thực thần tương sinh với quý thủy kiếp tài, địa chi mệnh và thái tuế, tạo nên bố cục Tý Mão tương hình vô lễ, may mắn cho người tuổi Nhâm Tý là cuối năm có thực thần cát tinh cứu vớt vận trình. Đây là cát tinh duy nhất hòa hợp với kiếp tài, bạn cứng cỏi nhưng cũng mềm mại khéo léo, chủ về vận trình có quý nhân giúp đỡ. Đây là bố cục vận mạng mà người này có thể được hưởng phúc lộc từ vật chất và hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm âm lịch. Tuổi Nhâm Tý có thương quan tọa kiếp tài, nó là mối quan hệ giữa thiên can Ất Mộc của tháng và thiên can Quý Thủy của năm, địa chi tháng là Sửu Thổ tương khắc Tý Kim. Điều này ngụ ý vận trình của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, bán hung, bán cát, bạn sẽ không thiếu cơ hội để đột phá khỏi vòng vây mà vươn lên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc quý vị năm mới, an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.